じゃあ皆さん今ね、年始問題です。皆さんは下の文を訳してくださいね。ベザ、ちょっとずつ息もそうかそうにゃいいですか。1 Tần sau tôi có sự định kiến tập tại nhà máy ở Tokyo. Tuần sau tôi có sự định kiến tập tại nhà máy ở Tokyo. Kiến tập là gì ạ? Mira sao? Kengaku shimasu ne. Vậy là gì? Raishu Tokyo no kozo de kengaku suru yutai desu. Và cách việc kiến tập này là do trường sắp đặt cho nên nó thuộc là kế hoạch IDESCA. Chúng ta cùng đọc nhé. Raishu Tokyo no kozo de kengaku suru yutai desu.2番、A さんと B さん話します。マイバイティメイソー出発フォイヤ。Bạn B trả lời là gì? Khoảng 7 giờ tối thì sẽ xuất phát chẳng hạn. 飛行機は何時に出発しますか？どうぞ。夜7時頃出発する予定です。もちろんね、夜7時頃出発する予定です。いいですか？じゃあ3番。Chuyến công tác của tôi, trong trường hợp này bỏ cái từ của tôi đi, và chuyến công tác được dự định kéo dài trong vòng 1 tuần. Vậy chúng ta nhấn mạnh vào cái chuyến công tác này, và đây là câu danh từ cho nên chúng ta sẽ là gì? Chuyến công tác chấm chấm đi với nhiều tê dự định, cho nên chúng ta sẽ nói được câu là gì? Sucho và ishukan gurai no nhiều tê desu. Được rồi. いいですか？じゃあ4番聞いてください。 Cuộc họp dự định sẽ diễn ra vào 2 giờ chiều ngày mai. Cuộc họp dự định sẽ diễn ra vào 2 giờ chiều ngày mai. Đây là câu danh từ いいですか? Cuộc họp này là chủ ngữ, cho nên là gì? 会議は bao giờ đây? 2 giờ chiều ngày mai, cho nên sẽ nói là gì? 明日の午後2時からの予定です。どうぞ。Chúng ta còn một câu nữa như sau. Từ thứ hai tuần sau thì tôi sẽ chuyển công tác tới tổng công ty. Tổng công ty là gì mới là sao? 来週の月曜日から、来週の月曜日から本社へ転勤する予定です。どうぞ。いいですか？はい。じゃあ皆さん少しまとめます。ちょっと tổng hợp lại một chút nhé. Động từ chia thể ý chí đi với yoto omoimasu mang ý nghĩa là gì? Dự định nảy sinh ngay khi tại thời điểm người nói nói. いいですか? Ví dụ như là nói là gì? 忘年会に出席しようと思います。いいですか? 忘年会 là gì? Tiệc tân niên. いいですか? Còn tổ một tê mát đi với động từ chưa thể ý chí thì là dự định nảy sinh từ trước khi mà người đó nói, và nó còn duy trì ở trong một cái thời gian nhất định. Ví dụ như chúng ta nói rằng là gì? Nhì không có bên kia chiều tổ một tê mát. Tôi dự định sẽ học tiếng Nhật, hay tôi có ý định học tiếng Nhật, và cái việc này là nó sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng trước đó trong đầu thì đã suy nghĩ rồi. It is có. Còn đi với veru, venai, chữ mori là dự định của bản thân, của cá nhân. いいですか? Và chắc chắn điều này muốn làm, cho nên mức độ nó sẽ cao hơn tổ môi mát hoặc tổ của một tề mát. いいですか? Ví dụ chúng ta nói là gì? Nhi không ế hoặc nhi không nhi ryu gaku suru tsumori desu. Tôi dự định là sẽ đi du học Nhật. いいですか? Hoặc nhi không nhi ryu gaku si yo to omotte imasu. いいですか? Thế còn đi với nyotei thì động từ nguyên thể đi với ru yotei hoặc danh từ no yotei là dự định được định sẵn, mang tính chất khách quan của cơ quan tổ chức. いいですか? Ví dụ chúng ta nói là gì? 私は Osaka へ出張する予定です。 Tôi dự định. Nhưng trong trường hợp này là gì? Tôi
có kế hoạch đi công tác ở Osaka. Chào mọi người, nhớ tay đồ chú mô lý tố tố ủng bộ tế mà sử. Mọi người, gắn bắt để ủng bộ tế ください. Mọi người, ủng bộ tế. Mọi người, ủng bộ tế. Chào mọi người, ủng bộ tế.